vận hạn năm 2024 của người tuổi thân. Thời tới cạn không kịp, dòng tiền ô ạt à, trải về tuổi, đón tình vui tới tấp. Xem tử vi năm giáp thìn 2024 của con giáp người tuổi thân cho biết rằng, năm nay, thời của người tuổi thân đã tới, được vĩ như thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ cần vững vàng tâm trí nỗ lực phấn đấu không ngừng đương sổ sẽ được thỏa nguyện mong ước cảm nhận rõ dòng tiền trải về tuổi một cách ồ ạt đánh giá chung về vận trình năm 2024 đủ các tuổi bính thân mậu thân giáp thân canh thân và nhâm thân tuổi bệnh thân, sinh năm 1956, năm 2024 này là 69 tuổi, mệnh Sơn Hạ Thủy, Bình Hòa, Lưu Niên. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, năm 2024 này là 57 tuổi, mệnh Đại Trạch Thổ, Tương Sinh, Lưu Niên. Tuổi canh thân sinh năm 1980, năm 2024 là 45 tuổi, mệnh Thạch Lũ Mộc, tư sinh lưu niên. Tuổi nhâm thân sinh năm 1992, năm 2024 là 33 tuổi, mệnh Kiểm phòng Kim, tư khác lưu niên và tội giáp thân sang năm 2004. Năm 2024 này là 21 tuổi, mệnh tuyền trùng thủy, tương khắc lưu niên. Bước sang năm giáp thân nhờ cỏ cục diện tam hợp nâng đỡ thêm một số các tên hỗ trợ dù vẫn là trong năm cuối hạn tam tai nhưng năm 2024 này được coi là một năm phát triển khá mạnh mẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho những ai còn chưa kịp nắm bắt trong năm cũ 2023 các khỉ thẳng thể một khi bỏ ra công sức thì ắt thu được thành quả như ý muốn dù cũng và vấp không ít khó khăn hay thách thức. Thậm chí trong quá trình cố gắng, đường sổ còn tìm ra những năng lực tiềm ẩn có bước đột phá ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Công việc của người tuổi thân hứa hẹn gặt hải nhiều thành công lớn hơn, kết giao bằng hữu tốt, công việc gì cũng thuận lợi. Bạn thậm chí còn được quỹ nhân giới thiệu cho những cơ hội làm việc đáng quỹ người đi theo con đường công danh dần khẳng định được vị thế của mình trong khi đó những người trẻ tuổi tìm ra con đường thích hợp để phát triển bản thân luôn hằng hải khi thực hiện nhiệm vụ được phân công sẽ khó tránh khỏi những khó khăn hay thách thức nhưng cuối cùng vẫn đạt được kết quả như mong đợi phương diện tài lộc có sự gia tăng mạnh mẽ trong năm giáp thìn 2024. Thành tích tốt trong công việc giúp bạn thu được khoản hoa hồng, thượng nóng không hề nhỏ. Với những người làm kinh tế, đây là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Dù vất vả, nhưng bạn sẽ thu được khoản lời lại xứng đáng. Đáng mừng hơn, một vài người còn phát tài bất ngờ nhờ những trò chơi may rủi hoặc đầu tư mạo hiểm. Tình cảm vào năm giáp thình này, nhân duyên vượng, đào hoa khởi vượng, người độc thân được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thậm chí, chính bạn còn trở thành đối tượng nổi bật trong mắt tập thể và được nhiều người săn đón. Chỉ cần bạn có con mắt, tình đời thì dễ dàng tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn tương đối hòa thuận và biết thấu hiểu cho nhau. Tuy nhiên, cần chuỗi tới nguy cơ kẻ thứ ba trình rập trở nên buông thả bản thân. Sức khỏe trong năm giáp thình nhìn chung đương sổ người tuổi thân duy trì được sức khỏe ổn định, ít bị đau ổn vặt hay mắc bệnh nghiêm trọng. Hãy duy trì lối sống điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh, tránh làm việc quá sức đẩy bản thân vào cảnh lao lực. Khi gặp chuyện căng thẳng, đừng ngại trao đổi với mọi người xung quanh để được giúp đỡ kịp thời xem chi tiết vận hạn năm giáp thìn 2024 của tuổi thân qua các phương diện của cuộc sống. Một luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang năm mới, người tuổi thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong phương diện sự nghiệp của mình do có các tin phù trợ. Còn giáp này hãy tin rằng chỉ cần bạn nghiêm túc làm việc, bỏ ra công sức thì chắc chắn thu được những kết quả xứng đáng. Tam hợp xuất hiện là dấu hiệu cho thấy năm nay bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên đi đến đâu cũng được người người giúp đỡ. Thậm chí bạn còn được cấp trên hoặc quỹ nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quỹ giả hoặc những cơ hội để học tập bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Do đó, người tuổi thân không nên ngại khó khăn, vất vả nhất thời nếu như phải vừa học vừa làm. Chỉ cần bạn quyết tâm bỏ thời gian, công sức thì bạn sẽ tiến nhanh hơn người khác và sớm ngay gặt hải thành quả. Chính Quang cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của con giáp người tuổi thân cũng sẽ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Vì thế, dù mới chân ước chân ráo vào trong một lĩnh vực nào đó hoặc là người đã có kinh nghiệm, bạn cũng đừng ngần ngại nêu lên ý kiến quan điểm của riêng mình. Có thể nhận đóng góp của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, đạt được những bước phát triển mới. Còn chính bạn cũng khẳng định được vị thế bản thân, người làm lãnh đạo nhận được sự tình phục của nhiều người. Các tình lòng Trì cũng giúp cho con đường học hành thi cử của con giáp này phát triển thuận lợi hơn. Người chăm chỉ ôn luyện, tự tin vào vốn kiến thức bản thân có thể phát huy đúng phong độ của mình và thi đổ vào các vị trí mà mình mong muốn. Tuy nhiên, dù được nhiều yếu tố thuận lợi nâng đỡ, con giáp người tự thân cũng trở nên lơ la, sơ suất, kẹo những sự cố có thể xảy ra bất cứ khi nào. Năm 2024 này vẫn chịu tác động của hạng tam tai, bản mệnh cần phải chú ý hơn trong cách hành xử. Dù có thành công cũng không được tỏ vẻ kiêu ngạo coi thường người khác dạy khiến tiểu nhân ngửa mắt và tìm cách hãm hại. Đối với các dự án quan trọng, bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm. Đồng thời, một khi đã làm thì cần phải cố gắng đến cùng, tránh bỏ dở giữa chân, kẹo công lao cuối cùng biến thành công cốc, không thu được bất cứ thành quả gì. 2. Luận về phương diện tài chính Xem vận hạn năm giáp thình 2024 của người tụ thân cho biết, vận trình tài lộc của đường số khả sản nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hợp. Nhiều hạng mục công việc của bản mệnh đạt kết quả khá cao, Hỡi hẹn không chỉ tiền bạc chạy về tuổi mà còn có cơ hội được cất nhắc thăng chức tăng lương, mở rộng quy mô làm ăn. Với người làm công ăn lương, năm nay bạn đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra hướng đi mới tiết kiệm thời gian, công sức mà có thể thu về nhiều khoản lời lãi hơn. Chỉnh về thể còn giáp người tuổi thân nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, tôn trọng của đồng nghiệp. Các khoản hoa hồng, thưởng nóng là không thể thiếu. Thậm chí một số người còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương trong năm. Những người trẻ tuổi thi đổ vào công ty, doanh nghiệp trong mơ của mình và có thể thỏa thuận được mức lương, thưởng như mong muốn. Chính vì vậy mà bạn sẽ kiếm được một nguồn thu ổn định giúp đảm bảo cuộc sống. Bạn cũng luôn cảm thấy tràn đầy động lực để cố gắng mỗi ngày giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế thị trường nên dễ đi tác đón đông, thu hút được ngày càng nhiều những lượng khách hàng mới. Dù phải bận rộn, chân tay, xong bạn thu về khoản lời lại khả quan, thậm chí còn nhiều hơn cả dự tính nếu có dự định đầu tư thêm các hạng mục mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn cũng có thể tiến hành ngay trong năm. Các tình lòng trì đem tới cho con giáp này nhiều đổi tác, bạn hàng đảng tin cậy cùng với quỹ nhân sẽ giới thiệu cho bạn thêm những cơ hội quỹ giá, nhiều trợ lực lẫn lao khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi, bất ngờ. Thêm vào đó, thiên tài còn hứa hẹn những cơ hội phát tài bất ngờ khi những mỗi đầu tư tưởng nằm im ở đó nhưng bỗng chốc thu về lợi nhuận lớn. Một người còn dễ trúng thưởng khi tham gia các trò chơi bốc thăm may mắn. Cầm khoản tiền này trong tay, bạn nên có cách chi tiêu tiết kiệm, đầu tư hợp lý để tiếp tục sinh lời. Còn nếu tiêu xài hoang phí thì dù có giàu có đến mấy, bạn cũng nhanh chóng trải tuổi, thậm chí phải vay mượn người khác mà thôi. 3 luận về phương diện tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2024 cho biết, phương diện tình duyên khởi sắc theo chiều hưởng tốt đẹp đối với con giáp người tuổi thân. Bạn có cách hành sự, nỗi năng phù hợp trong những tình huống khác nhau thì dễ được mọi người yêu mến. Gia đạo yên ổn, một số cặp đôi có thể đón tin vui còn cãi trong năm. Cho cỏ quý nhân tạm hợp thúc đẩy nhân truyền tốt đào hoa phượng, người độc thân dễ được bạn bè, người thân giới thiệu cho nhận đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng dần cởi mở hơn trong việc giao lưu, gặp gỡ bạn bè mới nên cơ hội tìm ra người phù hợp là rất cao. Đương sổ hãy tự tin là chính mình, đồng thời chuỗi ý cách hành xử linh hoạt, tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau thì ác lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bạn không cần quá cố gắng cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Hơn nữa, những thành tích xuất sắc của bạn trong sự nghiệp cũng dễ khiến bạn trở thành ngôi sao sản trong tập thể. Nhiều đồng nghiệp có thể chủ động tìm cách tiếp cận làm quen bạn trong năm nay. Sự lựa chọn hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. Quan trọng là bạn cần có cách nhìn người chuẩn xác để cho ra người chân thành với mình cơ hội mà thôi. Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia nên mỗi quan hệ vợ chồng nhìn chung hài hòa, hai bên biết nhường nhịn cho nhau, cùng nhau trao đổi và tìm ra cách giải quyết những vấn đề hệ trọng. Tuy nhiên, người tuổi thân trở nên nổi bật trong năm cũng khéo theo đào hoa sẩu xuất hiện. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bản mệnh nên chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mọi người xung quanh, đừng để mình vướng vào những mối quan hệ mập mờ với người khác phải. Chỉ cần bạn buông thả bản thân một chút thôi cũng dễ dính phải những lời bàn ra tản vào tai tiếng khiến những người thân thiết của mình tổn thương và thất vọng. 4. luận về phương diện sức khỏe bước sang năm giáp thìn phương diện sức khỏe của người tuổi thân không gặp vấn đề nào lớn lao nhờ duy trì được tinh thần lạc quan tích cực mà sức khỏe thể chất của con giáp này cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì tuy nhiên đừng vì công việc bận rộn mà lơ là vấn đề nghỉ ngơi sinh hoạt khoa học Bản mệnh ăn ngủ đúng giờ, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe thì mới đủ tỉnh táo và minh mẫn để hoàn thành nhiệm vụ. Khi gặp quá nhiều căng thẳng, bạn cũng đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn. Đối phương không những có thể lắng nghe mà thậm chí còn có thể bất ngờ trở thành quỹ nhân của bạn, giới thiệu cho bạn những hướng đi mới để thoát khỏi khó khăn xem vận hạn năm 2024 của từng tuổi thân trong năm 2024 này như sau. Một tuổi bính thân sinh năm 1956 mệnh hỏa. Có thể thấy rằng năm 2024 là một năm khá bình yên đối với người sinh năm 1956 tuổi bính thân. Thời điểm này, đa số mọi người đã được nghỉ ngơi, không cần phải lo lắng quá nhiều đến sự nghiệp, tài chính cũng đã vững vàng và con cháu cũng đã khôn lớn. Hãy luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, vui vẻ, sống tràn hòa với mọi người xung quanh. Bạn mời sẽ thấy niềm vui, hạnh phúc. Dù có mâu thuẫn hay tranh chấp xảy ra, tốt nhất cũng hãy chỉ hòa di quỷ chứ đừng chuyện bé sẽ ra to khiến bản thân trở nên tiêu cực mệt mỏi nếu có tiền trong tuổi bản mệnh cần chi tiêu tiết kiệm và trở cả tin nghe theo lời rủ rê lôi kéo của những đối tượng không quen biết nếu quả ngây thơ bạn có thể rơi vào cái bẫy của kẻ xấu và mất tiền dễ như chơi đa số người tuổi bính thân này vẫn giữ được sức khỏe tốt Do có nhiều thời gian rảnh, hãy rèn luyện cho mình một lối sống khoa học, ăn ngủ, ngủ nghỉ, khoa học, trở nên làm việc quá sức hoặc suy nghĩ quá nhiều. 2. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh thổ. Người tuổi Mậu Thân cũng không gặp phải vấn đề gì quá lớn lao trong năm giáp thình này. Mọi việc đã đi vào guồng và tiến triển tiêu đặn giúp bản mệnh tránh được nhiều mỗi lo, thậm chí có nhiều thời gian để quan tâm hơn tới sức khỏe và những người thân yêu của mình. Phương diện sự nghiệp nhìn chung bình ổn, bạn là người có kinh nghiệm phong phú nên có thể đưa ra được những nhiều đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình. Năm nay, bản mệnh có cơ hội khẳng định vị thế bản thân, nhận được sự tôn trọng kính phục từ đồng nghiệp bạn bè. Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhờ những khoản thăng trước tăng lương hoặc nhờ những quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư. Bạn không cần phải quá bông ba vất vả mà vẫn thu về được tiền ao ao. Mỗi quan hệ vợ chồng con cái nhìn chung bình yên khi mọi người biết hạ cái to xuống và đặt mình vào vị trí của đối phương. Tuy nhiên, hãy cảnh giác trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện bằng giữ khoảng cách an toàn phù hợp với tất cả mọi người. 3. Tuổi canh thân sinh năm 1980 mệnh mộc. Tử vi năm Giáp Thìn 2024 nhận định rằng với riêng người tuổi canh thân sinh năm 1980 cần luôn giữ tinh thần quyết tâm kiên trì đến cùng nếu muốn gặt hái thành công trong năm nay. Trên thực tế, năm nay có nhiều cơ hội xuất hiện, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực để sẵn sàng tiến về phía trước. Người làm công ăn lương dễ được giới thiệu cho các cơ hội học tập bồi dưỡng chuyên môn trong năm nay. Đừng ngại vất vả một khoảng thời gian vì công lao của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Khi trở thành người có chuyên môn vững vàng, kỹ năng đầy đủ, bạn làm việc gì cũng thấy dễ dàng hơn, thậm chí đây là điều kiện cần. Có nếu bạn muốn tiến thêm một bậc trong sự nghiệp. Người làm kinh tế sẽ phải khá vất vả nếu muốn kiếm tiền về đầy tuổi. Năm nay thích hợp để tiến hành mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Tất nhiên, quá trình thực hiện hóa mục tiêu khó tránh khỏi sự cạnh tranh từ đối thủ. Song nếu suy nghĩ theo chiều hưởng tích cực thì đó là động lực để bạn tiến về phía trước. Mỗi quan hệ vợ chồng nhìn chung yên ổn khi cả hai biết đặt mình vào vị trí của nhau và cân nhắc vấn đề thận trọng hơn. Bạn cũng dành thêm nhiều thời gian cho con cái và cha mẹ để đôi bên thêm hiểu về nhau. 4. Tuổi nhâm thân, sinh năm 1992, mệnh kim. Bước sang năm giáp thình này, đối với người tuổi nhâm thân có thể nhận được sự giúp đỡ từ quỹ nhân khiến sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Dù làm việc ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng đừng ngại nêu lên quan điểm ý kiến của mình. Có thể những quan điểm của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận giúp tập thể đạt được bước phát triển lớn. Chuyện làm ăn kinh doanh có thể tiến hành vào thời điểm này nhưng không cần phải quá vội vã. Bạn cần nắm rõ tình hình thực tế cũng như thực lực bản thân trước khi tiến hành bất cứ công việc gì như vậy mới tránh được những đường vòng và những tổn thức không đáng cả. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy cởi mở trò chuyện với mọi người, biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín môi thì hai bạn nên tỉnh tới những bước xa hơn, đừng chần chừ do dự mà bỏ lỡ cơ hội tốt. 5 tuổi giáp thân sinh năm 2004 mệnh thủy bước sang năm mới người sinh năm 2004 sẽ được tiếp xúc với những điều mới mẻ bổ ích trong cuộc sống bạn sẽ được học hỏi thêm được nhiều điều hay làm phong phú thêm vốn sống và kinh nghiệm thực tế cho bản thân hãy chăm chỉ học tập tự tin vào vụn kiến thức bản thân đừng vì lười biển hoặc ngại ngân mà bỏ qua những cơ hội học tập bồi dưỡng kỹ năng hoặc những cơ hội làm việc đáng quý bạn càng quyết tâm chăm chỉ thì càng tiến nhanh hơn so với bạn bè đồng trang lửa sớm ngày gặt hải thành công tình hình tài chính nhìn chung ổn định đa số các bạn sinh năm nay vẫn phụ thuộc vào gia đình vì thế cần có cách chi tiêu tiết kiệm nếu muốn cải thiện mức sống cho mình thì bạn có thể tìm công việc làm thêm. Dù có phải hơi vất vả một chút, xong bạn vừa kiếm được tiền, vừa có thêm kỹ năng mềm và kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng sau này. Người còn độc thân hãy cởi mở đón nhận tình cảm của người khác cho mình. Trong năm giáp thân, bạn thu hút được nhiều đối tượng khác giới nhờ tính cách lạc quan vui vẻ, Hãy lắng nghe trái tim mình và đừng quên dùng lý trí để đánh giá, bạn sẽ tìm ra người chân thành với mình. Xem vận hạn năm 2024 của người tuổi thân qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng này đề phòng bị mất trộm do tỉnh bất cẩn hoặc lỡ khoe khoang, công việc có điềm tiểu nhân quấy phá, thận trọng khi ký tả giấy tờ. Tháng 2 âm lịch, tháng này, một vài khó khăn trong công việc được giải quyết ổn thỏa, tuy nhiên chưa triệt tẩy, vẫn còn gây nhiều áp lực. Cơ thể có dấu hiệu sổn sức nên chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn. Tháng 3 âm lịch, tháng này gặp nhiều khó khăn, có quý nhân giúp đỡ, có dấu hiệu thăng tiến được cất nhắc lên vị trí tốt hơn. Tiền bạc rủng rỉnh, có thêm nguồn thu phụ, trong nhà có hỷ tính. Tháng 4 âm lịch, tháng này đi đứng cẩn thận đề phòng bị té ngã gây chấn thương ở vùng mắt hoặc va chạm xe cộ cỏ lọc về đất cát hoặc đầu tư tháng 5 âm lịch tháng này đào hoa vượng tốt cho người độc thân nhưng gây phiền tỏi cho những ai đã kết hôn hành sự thận trọng kẹo phưởng hòa thị phi gia đạo trạng nước thanh danh bị quẩy bận. tháng 6 âm lịch tháng này tài khí vượng, kinh doanh buôn bản phát đạt, công việc làm ăn xuân xả có thể kỹ kết hợp đồng lớn. Tháng 7 âm lịch, tháng này tinh thần có chút bất ổn, dễ nổi nóng hay chút giận sang người khác khiến các mối quan hệ xã giao gặp trục trặc. Công việc lục đục nội bộ hoặc gặp khó khăn liên quan tới xoay vòng vốn, tiền bạc tiêu hao nhiều, khó tích lũy. Tháng 8 âm lịch, tháng này, cỏ lọc đổ về tuổi kinh doanh buôn bản thuận lợi cỏ điều sức khỏe suy giảm quỳ quá bận rộn và áp lực đề phòng các bệnh về hô hấp hoặc ngộ độc thực phẩm tháng 9 âm lịch tháng này có tin vui trong gia đạo như cưới hỏi hoặc sinh đẻ con cái tiền thu về nhiều hơn là chi tiêu rủng rỉnh tiền tiêu không phải lo nghĩ nhiều tháng 10 âm lịch tháng này làm ăn bận rộn tiền kiểm tuy nhiều nhưng sức khỏe giảm sút tiêu hào tiền bạc cũng khá nhiều có thể do chuyện làm ăn hoặc xây sửa từ gia tháng 11 âm lịch tháng này đón các khỉ khả mạnh có khả năng được tăng lương hoặc thượng nóng làm ăn kinh doanh phát đạt có lọc về đất đai đi xa gặp được quỹ nhân ban cho cơ hội làm ăn lớn tháng 12 âm lịch tháng nay tai lọc do dâu có thể tích lũy khoản lớn hoặc một số người trả hết nợ nần do mua nhà cửa, xe cộ hay cho con cái du học trước đó. Áp lực tiền bạc hầu như không còn quá lớn, có điều đi đứng cẩn thận, kẻo bị tai nạn bất ngờ. Kết luận Nếu xét tử vi năm quỷ mão 2023, những chiêm nghiệm về dấu hiệu tăng trưởng còn khả mờ nhạt, thì bước sang năm giáp thình này người tuổi thân sẽ cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều đặc biệt là mức độ may mắn hay hành thông của sự việc hứa hẹn một năm đầy thành công rực rỡ tài lộc dồi dào bất chấp thời cuộc các yếu tố khách quan khác có thể nói thời của người tuổi thân đã tới được ví như thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ cần vững vàng tâm trí, chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu không ngừng, đương sổ sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra. Năm Giáp Thìn 2024 này mang tới một số tình vui cho bản mệnh. Công việc có tiến triển vượt bậc, được tăng lương hoặc thăng chức là điều dễ hiểu. Kinh doanh, buôn bán thuận lợi, thậm chí hợp tác làm ăn lớn, mở rộng quy mô. Tiền bạc không ngừng đổ về tuổi, dẫu có lúc hào hụt nhưng là chi tiêu phù hợp, chi ra để đầu tư thu về lợi nhuận gấp nhiều lần, Âu cũng xứng đáng. Có điều cần lưu ý, trong năm bản mệnh vẫn đang trong vòng tam tai, dù mức độ ảnh hưởng của hạng này đã nhẹ hơn trước, nhưng vẫn cần nâng cao cảnh giác không được khinh suất kẹo vững phải xô xẻo không đáng cả. Ví như đáng lẽ tài lộc kiếm được 10 phần thì lại mất đi 2, 3 phần chẳng hạn. Lưu ý, tránh kết thúc quyệt quan trọng trong năm 2024, ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây nhà, xây cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi hơn.